đừng cho mèo ăn tôm khi chưa biết điều này nhé. Tôm ếch thì rất là tốt cho các bé mèo, tại vì là trong tôm có chứa rất là nhiều những cái chất giống như là vitamin B12 nè, vitamin E, omega 3 và kèm theo là những cái loại khoáng chất khác nữa. Mặc dù là ăn tôm rất tốt cho các bé mèo nhưng mà các bạn đừng nên thay thế bữa chính cho các bé nha. Tại vì là trong tôm là nó sẽ có những cái chất là giống như là muối, thì các bé ăn vào thì các bé có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các bé nha. Đặc biệt là với mèo con thì nếu như mà các bạn cho các bé ăn thay thế bữa chính thì các bạn mèo con có thể sẽ bị đi ngoài á. Như bên mình thì thực đơn của các bé ăn tôm thì sẽ từ 2 đến 3 bữa. Một bữa thì các bé chỉ sẽ được ăn từ 3 đến 6 con tôm thôi, đối với các bé mèo con ha. Nào bây giờ các bạn cùng theo chân mình cho các bé mèo ăn tôm nha. Cảm ơn cô. Dạ đi. Nghe. Luồn vô nách cô Yên.